Đồng thời cho thể bước được sân hai này chú có cây đỏ hai này trường hợp thì biết có cái đó là đội quân nhân một điểm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phan Ngọc Phước, đơn vị Bình Phước, đó là 255kg nam, trọng tài đơn vị Trọng Tuấn Trọng. Chuẩn bị các quyết định công bố kết quả. Hiệp một cấp đại xanh thắng. Hết thời gian nghỉ, sân sóc đi rời xe. Hiệp thi đấu thứ hai bắt đầu. Thank you.
Đi ba luôn. Đúng. Mời người đồng viên, đơn vị bình phước, đường đài, ngồi ở cây xanh.